Tại cuộc họp giao ban vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã thống nhất tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng đủ 5 lần. Với tần suất 3 ngày một lần, từ ngày phát hiện trường hợp mắc COVID-19 là người chăm bệnh tại bệnh viện, thông qua xét nghiệm để tiếp tục sàng lọc, đánh giá nguy cơ cũng như kịp thời phát hiện trường hợp mắc COVID-19, không để dịch lây lan rộng trong bệnh viện.